Thề luôn, mới anh Lenovo 2023 hôm nay ra mấy cái tên khó đọc vai cả trưởng anh em ạ. Trên bảng mình đây là một chiếc laptop mà trông thì cứ tưởng là iPad Gaming 3 nhưng mà không phải. Em nó là Lenovo Lock 15. Thì với cái chiếc laptop này nó có cái gì khác? Khác Legion, khác iPad Gaming. Thì trong video chúng ta sẽ cùng được đi trải nghiệm khá là nhiều điểm mình thấy hay ho chiếc máy này, trong mức giá 29 triệu cho phiên bản i5 và 4050 anh em nhá. Thế thì chiếc máy này có cái gì hay không thì hãy cùng Laptop World trải nghiệm ngay bây giờ. Còn bây giờ thì bắt đầu thôi. Trước khi chúng ta tới với nhân vật chính thì hãy cùng mình điểm qua một cái thông tin cực kỳ là quan trọng trước. Đấy chính là bên cạnh cái mức giá 29 triệu đồng cho cái chiếc laptop này thì chúng ta sẽ được tặng kèm thêm một chiếc màn hình kích thước lên tới là 27 inch và trị giá tới là 6.790.000 anh em ạ. Tức là khi mà chúng ta mua chiếc Lenovo Lock 15 này, chúng ta sẽ được tặng thêm một chiếc màn hình Lenovo Legion i2730 nữa với kích thước là 27 inch và rất nhiều những cái thông số cực kỳ là ấn tượng. Ví dụ như là tần số quét lên tới là 165Hz, độ phủ màu 99% sRGB, độ phân giải Full HD và tỷ lệ khung hình là 16:9, độ sáng lên tới là 400 nit và độ tương phản sẽ là 1000:1. Bên cạnh đó chúng ta sẽ có khả năng hiển thị hỗ trợ lên tới là 16,7 triệu màu. Ngoài ra thì em nói cho chúng ta cái độ tốc độ phản hồi chỉ có 0.5ms mà thôi. Cực kỳ là xịn luôn với cái chiếc màn hình này. Và với một chiếc màn hình Legion kích thước từ 27 inch lớn như thế được tặng kèm theo máy, còn gì ngon hơn nữa đúng không anh em? Hơn nữa con màn hình thiết kế cực kỳ là đẹp nhá. Màn hình lớn thì khi mà chúng ta mua về chúng ta decor được thành nguyên một cái góc làm việc luôn, cực kỳ là xịn. Đó. Và thời gian áp dụng chương trình tặng màn hình này diễn ra trong vòng 1 tháng anh em nhé, bắt đầu từ ngày 24 tháng 6 năm 2023 cho tới hết ngày 30 tháng 6 năm 2023. Và chương trình này sẽ áp dụng cho tất cả khách hàng nào mua những cái sản phẩm laptop Lenovo Legion hoặc là Lenovo Lock có sử dụng CPU Intel Gen 13 và có hóa đơn mua hàng VAT là sẽ được áp dụng chương trình lần này. Và chi tiết đường link chương trình khuyến mãi cũng như đường link sản phẩm màn hình các thứ mình sẽ để bên dưới phần mô tả video này anh em nhé. Chúng ta quan tâm có thể kéo xuống click vào đó và tham khảo chi tiết nhất về thông số cũng như là thời gian diễn ra chương trình. Còn bây giờ chúng ta cùng quay trở lại ngay với nhân vật chính chúng ta, chiếc Lenovo Lock 15 phiên bản 2023. Về cái cảm quan đầu tiên của mình nhé, khi mà cầm chiếc máy này lên thì mình thấy là nó rất là giống với cả iPad Gaming 3, nhưng mà có một sự thật ấy, là mỗi thứ ở trên chiếc laptop này nó lại làm tốt hơn iPad Gaming 3 một chút. Chính vì thế mà nó mang cho chúng ta một chiếc máy mà mình cảm thấy nó ở nằm giữa cái khoảng iPad và Legion. Đó. Điển hình như là một cái vật liệu thiết kế vỏ máy thì nó vẫn là bằng nhựa mà thôi. Toàn bộ là vật liệu nhựa. Nhưng mà cái nhựa này sờ lên cảm giác nó dày bản, nó chắc chắn và nó cứng cáp hơn. Một cái ngôn ngữ thiết kế mà mình thấy là nó rất Legion luôn ấy. Đấy, điển hình như là cái phần bản lề này. Nếu như mà trên phiên bản iPad Gaming chúng ta sẽ hơi bắt gặp tình trạng là rung rinh màn hình một chút nhẹ, thì ở trên này anh em nhìn cái bản lề nó to, bản lề kép nó to và nó chắc chắn như thế này. Cái việc chúng ta mở ra đóng lại thì không phải lo thì cái việc rung rinh hết, nó chắc cực kỳ luôn và góc mở rất là rộng nha. Cái góc mở này mình nghĩ là nó cũng phải ra được khoảng độ 160 độ anh em ạ, rất là rộng như thế này. Đấy, và cái phần bản lề mở một tay thoải mái nhá, chắc chắn trơn và mượt. Rất là thích cái điểm này luôn. Đó. Thêm nữa, mặt lưng của máy mặc dù là bằng nhựa nhưng mà nó vẫn cho chúng ta một cái cảm giác như nó rất là kim loại, giống như trên những chiếc Legion vậy. Màu xám và logo Lock ở phía bên trên này, cộng với đó logo Lenovo ở bên dưới. Nó vẫn là một cái nét gì đó rất là cơ bản mà thôi. Nhìn lại tưởng tượng đến chiếc Legion ngay đi chứ, đúng không nào anh em? Cái góc logo ở góc bên phải phía trên này này, đấy. Ngoài ra nữa thì cái phần thoát gió tản nhiệt, cụm tản nhiệt nó cũng được làm nhô ra một chút so với cả phần màn hình đằng sau. Và các cái thanh, các cái lưới đồng ở phía bên trong này nó sẽ là màu xanh anh em nhá. Wow, trông cũng đẹp đấy chứ, đúng không nào anh em? Các cổng kết nối kích thước lớn được đẩy hết về phía sau. Nói chung là những cái gì mà rất là tốt ở trên iPad Gaming 3 thì đều giữ lại, còn những cái nhược điểm nó được khắc phục hết đi ở trên chiếc máy này để mang cho mình một sản phẩm mà mình thấy là nó hoàn hảo hơn khá là nhiều so với cả iPad Gaming 3. Nhưng mà nó cũng chưa đạt tới cái ngưỡng như kiểu Legion 5 anh em nhá. Nhìn ở phía mặt đáy một chút này, ở dưới chúng ta sẽ có full cũng là vật liệu nhựa, một cái họa tiết hình lục giác ở phía bên dưới này và hai quạt tản nhiệt kích thước lớn ở hai bên cũng như là một cái lưới lọc bụi ở phía bên trong này. Về các cái linh kiện ở phía bên trong thì mình thấy là sắp xếp cũng rất là hợp lý đấy chứ. Bên dưới này sẽ là RAM này và mọi thứ trong cái bo mạch, trong cái mainboard này có vẻ như là chất lượng đấy, xịn hơn đấy. Đó, và mình rất là thích cái việc đặt hai quạt lớn như thế này ở hai bên. Ngoài ra thì các khe thoát gió tản nhiệt của máy cũng được thổi ra đủ bốn góc, bốn cạnh ở bên này luôn anh em nhá. Rất là thông thoáng luôn, một cái airflow phải nói là tuyệt vời đấy chứ. Đó là với cái trải nghiệm bên ngoài của chiếc máy này, một cái cảm nhận mà nó chắc chắn, nó cao cấp hơn và đẹp mắt, tin cậy hơn.
Tiếp theo là vào từ phía bên trong phần màn hình thì trong này cũng sẽ là một cái sự cải thiện nhỏ nữa của Log 15 đây. Chúng ta sẽ có một chiếc màn hình kích thước cũng là 15,6 inch, cũng độ phân giải Full HD, tấm nền IPS. Nhưng mà độ sáng nó được đẩy lên tới là 350 nit chứ không còn phải là 250 nit như phiên bản iPad 13 nữa. Và cái mức độ delta E ở trên chiếc màn hình này theo mình quan sát nó cũng là thấp hơn so với cả phiên bản trước đó. Mặc dù là độ bao phủ màu vẫn chỉ giữ trong mức khoảng 45% NTSC mà thôi. Nhưng mà cái việc chúng ta có thể quan sát màu sắc ở trên này với một cái màu đỏ, gam màu đỏ nó được chuẩn xác hơn thay vì là ngả quá nhiều sang màu cam, thì mình thấy là cái màn hình này cũng là một chiếc màn hình nó ngon hơn trong cái phân khúc. Và cũng như là so sánh ngang với cả iPad Gaming 3 thì đây là một chiếc màn hình nó ngon hơn khá nhiều anh em ạ. Ok, viền màn hình vẫn được thiết kế mỏng anh em nhé. Ngoài ra nữa vẫn cho chúng ta tần số quét sẽ là 144Hz, một cái mức độ sáng cao cộng với đó nữa là tần số quét cao. Việc anh em chơi game bây giờ đây mang lại một cái trải nghiệm về thị giác là rất ổn trên chiếc màn hình này. Ở đây chúng ta có thêm một chiếc webcam với độ phân giải là Full HD ở phía bên trên và cộng với đó là 2 micro nữa. Một chiếc webcam kích thước khá là lớn và cộng thêm vào đó là chúng ta sẽ có thêm một cái lẫy bật tắt webcam E-Shutter ở bên cạnh đây để chúng ta có thể tắt bằng điện anh em ạ. Đó, ngắt trực tiếp nguồn điện cho webcam luôn, mang lại một cái độ tin cậy nó là khá cao đúng không anh em, để giúp cho cái chiếc máy chúng ta được bảo mật tốt hơn rất là nhiều. Ngoài ra thì chiếc máy này không có cảm biến vân tay hay là nhận diện khuôn mặt gì cả anh em nhé. Hầu hết những chiếc laptop gaming đều cho chúng ta khả năng chỉ là nhập mật khẩu thôi chứ không có bảo mật sinh trắc học đâu. Rồi đó là phía khu vực mặt màn hình, xuống khu vực mặt C bên dưới này, bàn phím thì cũng sẽ có khá là nhiều thứ hay ho ở trên đây. Ví dụ như là em nó sẽ có cho chúng ta là LED bàn phím RGB 4 vùng, không phải là một cái LED đơn sắc xanh ngọc hay là màu trắng như là trước đây nữa, mà chúng ta sẽ có LED RGB 4 vùng. Keycap làm lớn, gõ êm, chắc chắn anh em nhé. Mình khá là thích cái phần keycap này, cảm giác gì đó nó tin cậy hơn một chút nhỏ so với cả iPad Gaming 3. Và cái cáp lớn là mình rất thích rồi này, thêm vào đó nữa là nó hơi võng lòng chảo một chút, ôm vào đầu ngón tay cọ cực kỳ phê luôn. Ngoài ra thì các cái phím điều hướng ở bên cạnh đây cũng làm cho chúng ta kích thước lớn, giúp anh em có thể chơi những tựa game kiểu đua xe hay là những tựa game yêu cầu di chuyển ở bên này thì hoàn toàn có thể thao tác tốt ở đây, không hề lấn cấn một chút được cả. Có cả giải phím số phụ ở bên cạnh. Và cái phần trackpad họ cũng làm ngon hơn luôn, lướt rất mướt tay, không hề bị zip một chút nào cả. Tuy nhiên thì do layout full size nên bị đặt lệch một chút không đáng kể. Các bạn nghe, dùng chiếc trackpad này cũng là ổn. Ngay bây giờ cùng mình qua tới phần cấu hình. Với cái phần hiệu năng chi tiết về chiếc laptop này thì mình sẽ mang đến cho anh em trong một video tiếp theo nói chi tiết hơn. Bởi vì là một cái combo cấu hình mà mình thấy là nó cũng khá là mới. i5-13420H anh em ạ. Một cái i5-13420H cộng với đó nữa là đi cùng cho chúng ta RAM 8GB DDR5, cho chúng ta thêm SSD 512 PCIe Gen 4 và các đồ họa RTX 4050 6GB với mức GDP sẽ là 95W điện. Thì với cái thông số này cộng với đó là trong mức giá khoảng 29 triệu đồng thì mình nghĩ là chắc chắn chúng ta sẽ phải làm thêm một cái video nữa cụ thể và chi tiết hơn việc test hiệu năng chiếc laptop này cũng như là mang lại cái nhiệt độ là ra sao. Mình sẽ cố gắng lên trong cái thời gian nhanh nhất có thể cho anh em nào mà quan tâm chiếc máy này có thể nắm hiệu năng của nó anh em nhé. Thì đó là về cái thông số cấu hình, thì với 4050 6GB và mức điện năng là 95W, nó hoàn toàn là hợp lý, đúng rồi anh em. Hợp lý vì sao? Thứ nhất là đi cùng với cả một con CPU mà hiệu năng nó là vừa đủ mạnh, chúng ta có thể xử lý tốt vào những cái tác vụ như kiểu edit video hay là chơi game AAA. Thêm nữa, chúng ta sẽ có một con 4050 với mức điện năng là 95W điện thì nó vừa là mát mẻ, nó không cần thiết phải bung quá là nhiều lên tới khoảng 140W điện làm gì cả, trong khi 95W nó quá là đủ để gọi là đẩy lên gần như là max xung nhịp trên con 4050 này rồi. Và với mức VRAM cao lên tới là 6GB nữa thì cái việc anh em có thể sử dụng và chơi những tựa game AAA, chơi những tựa game mà yêu cầu mức VRAM cao hay là yêu cầu về hiệu năng của các đồ họa cao, nó hoàn toàn tốt trên chiếc máy này. Thêm nữa, con 4050 này nó còn có trong ta DLSS3, nên là cái việc chúng ta có thể đẩy FPS nó cao hơn nữa trên chiếc máy này là hoàn toàn là điều hợp lý ở một cái mức điện năng nó thấp hơn so với cả mặt bằng chung. Ok. Và cái điều này thì nó cũng dẫn tới một cái hệ quả, đó chính là nhiệt độ trên chiếc máy này chắc chắn phần nào đó sẽ mát hơn rất là nhiều. Và ngó qua một chút về Lenovo Vantage ở trong này thì chúng ta có thể thấy là em nó cũng vẫn đầy đủ hết tất cả các chức năng cho chúng ta, không khác gì so với cả phiên bản Lenovo Legion anh em nhé. Chúng ta có thể tùy chỉnh được Thermal Mode từ Performance, Balance rồi là Quiet Mode, hay là chúng ta cũng có thể bật tắt Mood Switch, hoặc là chúng ta có thể ép rung các đồ họa, khá là nhiều thứ. Thì với một chiếc laptop mà Lenovo, kể cả IdeaPad Gaming hay là Legion ấy, cho chúng ta thêm cái phần Mood Switch thì mình thấy nó khá là hợp lý này. Đấy, giúp anh em có thể chơi những tựa game FPS với
cái khung hình xuất ra nó ở mức là cao hơn khá nhiều so với cả xuất có card đồ họa onboard. Đó là cái lợi thế. Ngoài ra một số những cái trải nghiệm khác của mình chiếc máy này, ví dụ như là về cổng kết nối, về pin thì đều rất là hài lòng anh em ạ. Về cổng kết nối trước đi, chúng ta sẽ có một hệ thống cổng kết nối kích thước lớn được đẩy ra phía đằng sau này, rất giống với cả nhà Legion luôn. Ở đây chúng ta có hai cổng A, hai cổng này đều là 3.2 luôn này, 3.2 Gen 2 này, tốc độ cao này, và một cổng mạng LAN RJ45, một cổng HDMI và một cổng nguồn. Tiếp theo sang bên cạnh trái của máy sẽ có thêm trong ta một cổng USB Type-C. Tuy nhiên chuẩn C này sẽ chỉ có trong ta là 3.2 Gen 2 thôi chứ không phải là Thunderbolt. Trên cả phiên bản IdeaPad cũng không có, và trên cả Legion mình nhớ không nhầm thì cũng sẽ không có đâu, chỉ có DisplayPort thôi. Thì cái chuẩn này cũng sẽ thế anh em nhé. Tiếp theo, cạnh phải của máy có thêm trong ta một cổng USB Type-A và một lẫy bật tay webcam này như mình đã nói đấy. Rất là đầy đủ. Chúng ta có tới tận là 3 cổng A và một cổng C, ngoài ra có mạng LAN, có HDMI. Ngon đấy chứ, ngon anh em. Tiếp theo sẽ là về pin. Một viên pin 4 cell và 60Wh. Nếu như mà so trong cùng tầm giá khoảng 29 triệu đồng thì rất là nhiều hãng khác đã làm trong ta điều đó. Cho nên là về pin thì nó là ổn trong mức mặt bằng chung anh em nhá. Thời gian trải nghiệm của mình cũng là đủ tốt, nhưng mà chúng ta sử dụng để lướt web và xem YouTube trong khoảng độ 4 tiếng rưỡi 5 tiếng là ok chiếc máy này. Không quá là nhiều thứ chúng ta có thể làm được với viên pin này anh em ạ. Nếu chúng ta muốn sử dụng để chơi game, chúng ta muốn sử dụng để edit video hay là làm đồ họa các thứ, luôn luôn hãy lưu ý giúp mình là cắm sạc vào để giúp máy có thể bung hiệu năng tốt hơn. Cuối cùng sẽ là một số thông tin về kết nối. Ở đây chúng ta sẽ có kết nối không dây sẽ là Wi-Fi 6 mà đến từ Realtek. Một phiên bản cạc Wi-Fi mình thấy ở mức trung bình giá rẻ. Đó. Hơi tiếc nó là giá như là Wi-Fi 6E đi. Intel Wi-Fi 6E hoặc là Best ra thì cũng chơi một số những phiên bản Realtek thì cũng trong Wi-Fi 6E, trên đây chỉ có Wi-Fi 6 thôi, hơi tiếc một chút đúng không anh em. Tuy nhiên thì về cái độ ổn định khi mà mình trải nghiệm qua trong khoảng một ngày vừa qua thì mình thấy là nó vẫn là ổn định tốt. Khi mà mình tắt máy đi bật máy lại vẫn cho chúng ta cái khả năng kết nối lại khá là nhanh. Ngoài ra thì Bluetooth sẽ là Bluetooth 5.1 anh em nhá. Và tất cả mọi thứ, tất tần tật những thứ mình vừa nói kể trên, nó gộp lại trên một thiết bị nặng là 2,4 kg và kích thước màn hình là 15,6 inch. Thì anh em thấy như thế có phải là hợp lý hay không trong mức giá khoảng 29 triệu đồng. Anh có bất kỳ cảm nghĩ gì về chiếc laptop này thì comment bên dưới bình luận của video nhé. Mình sẽ để link sản phẩm bên dưới phần mô tả để anh em có thể click vào và tham khảo chi tiết về thông số như mức giá tại thời điểm xem video. Còn bây giờ thì đừng quên cho laptop một like, một sub, cũng nhấn nút chuông không bỏ lỡ video mới nhất. Và xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.